Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Israel tổng tấn công 4 quốc gia cùng lúc, cuộc đối đầu Israel-Iran đến hồi sinh tử. Trung Đông một lần nữa trở thành điểm nóng căng thẳng quốc tế và nguy cơ lan rộng thành xung đột khu vực khi Israel tiến hành tổng tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại bốn quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm giải Gaza, Liban, Syria và Yemen, cuộc xung đột này không chỉ phản ánh sự leo thang căng thẳng khu vực mà còn là minh chứng rõ ràng cho cuộc đối đầu khốc liệt giữa israel và iran hai thế lực đối nghịch đang định hình chính trị và quân sự khu vực trong bối cảnh này trung đông đang rơi vào vòng xoáy bạo lực không có dấu hiệu hạ nhiệt lịch sử xung đột kéo dài Cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ả Rập, đặc biệt là với Iran, bắt nguồn từ những biến cố lịch sử lâu đời. Từ khi Israel thành lập năm 1948, xung đột giữa nhà nước do Thái và các nước láng giềng Ả Rập đã diễn ra liên tục với nhiều cuộc chiến tranh lớn như cuộc chiến tranh Ả Rập Israel 1948-1949, chiến tranh 6 ngày 1967 và chiến tranh Yom Kippur 1973. Iran mặc dù không tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến này, nhưng sau cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã trở thành một trong những quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất sự tồn tại của nhà nước Israel, xem Israel là kẻ thù của thế giới Hồi giáo. Từ đó, Iran không chỉ hỗ trợ về mặt ngoại giao mà còn cung cấp tài chính và vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm đối đầu với Israel như Hezbollah ở Liban, Hamas ở giải Gaza và lực lượng Houthi tại Yemen. Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran không chỉ giới hạn trong lãnh thổ hai nước, mà đã lan rộng khắp Trung Đông, từ Syria, Liban đến Yemen. Cả hai quốc gia đều không ngừng tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm, sử dụng các nhóm vũ trang để bảo vệ lợi ích và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Cuộc đối đầu Israel-Iran căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang trong những năm gần đây, khi Israel liên tục tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria và Liban. Israel cáo buộc Iran cung cấp vũ khí và huấn luyện các lực lượng như Hezbollah để tấn công vào lãnh thổ Israel. Đồng thời, Tehran cũng thường xuyên sử dụng lực lượng dân quân và tên lửa nhằm gây sức ép lên Israel thông qua các cuộc tấn công ủy nhiệm. Israel đã phát động tổng tấn công trên tất cả các mặt trận Trung Đông, trong đó máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel ném bom Syria và vươn xa gần 2.000 km để tập kích vào nhiều mục tiêu ở Yemen. Tình hình Trung Đông dường như đang khá hỗn loạn, Israel đã và đang tiến hành nhiều động thái quân sự cứng rắn và không có ý định dừng lại. Vào ngày 29 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel đã ném bom bốn quốc gia vào vùng lãnh thổ cùng một lúc, gồm giải Gaza của người Palestine, Liban, Yemen và Syria. Do lãnh thổ Yemen và Israel ở cách xa nhau tới 2.000 km và có nhiều quốc gia ở giữa, nên Houthi gần như không còn cách nào để đánh trả trực tiếp trên bộ. Tuy nhiên, vào ngày 28 tháng 9, Houthi đã sử dụng tên lửa siêu thanh tấn công sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel, được cho là âm mưu ám sát Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trước các hành động tấn công công khai của Houthi, chính quyền Israel đã quyết định trả đũa. Trong ngày 29 tháng 9, không quân Israel đã ném bom tỉnh Hodeida của Yemen, khu vực do lực lượng vũ trang Houthi kiểm soát. Máy bay Israel đã tập kích chính xác các mục tiêu như cảng Hudeida, cảng Rice, nhà máy điện Kali và Rafsquay. Các vụ nổ liên tục xảy ra tại các bồn chứa nhiên liệu tại khu vực do Houthi kiểm soát. Đây là lần thứ hai không quân Israel tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Giống như lần trước, không quân Israel bị cáo buộc ném bom một số lượng lớn các mục tiêu sinh kế, mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng của người Yemen. Sở dĩ Israel thực hiện vụ ném bom lần này nhằm trả đỗ việc lực lượng vũ trang Houthi phóng tên lửa siêu vượt âm nhằm triệt hạ người đứng đầu nhà nước Israel. Để ném bom Houthi ở Yemen, các máy bay chiến đấu F-15L và F-35L của không quân Israel sẽ phải bay cả đi và về khoảng 5.000 km, một chuyến bay đường dài, đòi hỏi phải tiếp nhiên liệu liên tục trên không và được sự đồng ý của các nước trên đường bay. Lực lượng Houthi ở Yemen có lưới lửa phòng không tương đối mạnh, Họ cũng tuyên bố thành tích bắn hạ ít nhất 11 máy bay không người lái Mq quy chín, khiến quân đội Mỹ bị tổn thất không nhỏ. Để đối phó với phòng không đối phương, trong lần tấn công thứ hai, Israel cũng đã không dám tỏ ra chủ quan khi thực hiện tấn công ngoài tầm hỏa lực của phòng không của Houthi. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, vào ngày 29 tháng 9, hàng chục máy bay quân sự của Israel bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu và máy bay trinh sát đã tấn công các cảng Hodeida và Ras của Yemen cũng như các khu vực lân cận do lực lượng vũ trang Houthi kiểm soát. Các cuộc không kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của người Houthi vào Israel trong những ngày gần đây. Nhật báo Tham of Israel đưa tin, địa điểm xảy ra vụ tấn công cách Israel khoảng 1.800 km. Kể từ khi bùng phát vòng xung đột mới giữa người Palestine và Israel vào tháng 10 năm ngoái, lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen đã nhiều lần sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công cảng Eliad phía nam Israel và ở Biển Đỏ nhằm gây áp lực bộ Israel phải dừng các hoạt động quân sự của nước này ở giải Gaza. Ngoài ra, họ dùng tên lửa để tấn công các mục tiêu liên quan đến tàu buôn của Israel và phương Tây trên khu vực biển đỏ. Syria và Israel đang có mối thù địch nhưng trong cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel, chính phủ Syria luôn giữ thái độ trung lập và không muốn gây chiến với Israel. Họ muốn tập trung giải quyết cuộc nội chiến trong nước và vấn đề phiến quân trước tiên. Tuy nhiên, Israel không chỉ thường xuyên thực hiện các cuộc không kích vào Syria, mà họ còn bị cáo buộc là đã bắt đầu ám sát các chỉ huy quân sự của chính phủ Syria. Theo báo Newarab và các nguồn tin của Israel, mục tiêu được cho là Maher Ansat, anh trai ruột của Tổng thống Syria Basa al-Assad. Cuộc tấn công xảy ra khi ông Maher đang đàm phán với các quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran và quân đội Israel có ý định không để ai thoát. Israel cũng tuyên bố rằng Maher, anh trai của tổng thống Syria Assad, đã có mối quan hệ sâu sắc với các vệ binh cách mạng Iran. Cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các bên tham chiến mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Việc Israel mở rộng quy mô tấn công đến nhiều quốc gia khác nhau cho thấy nước này đang tìm cách ngăn chặn mọi nguồn đe dọa tiềm ẩn từ Iran và các đồng minh của họ. Tuy nhiên, điều này cũng đẩy khu vực vào một vòng xoáy xung đột không có hồi kết. Sự can thiệp quân sự của Israel tại Yemen, một quốc gia đã chịu đựng nhiều năm nội chiến, chỉ làm tình hình tại đây thêm phức tạp. Dù Houthi có khả năng phòng không tương đối mạnh, nhưng việc Israel sử dụng các máy bay chiến đấu hiện đại F15L và F35L cho thấy quyết tâm của họ trong việc tiêu diệt các mục tiêu ngoài tầm với của phòng không đối phương. Đối với Iran, cuộc chiến ủy nhiệm với Israel đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực sự hỗ trợ của tây đan cho các lực lượng như hezbollah hamas và houthi không chỉ mang tính chất quân sự mà còn là biểu tượng cho cuộc chiến ý thức hệ giữa hai quốc gia iran đang sử dụng các nhóm vũ trang này để gây áp lực lên israel nhằm tạo ra một mặt trận bao vây nhà nước do so thái từ nhiều hướng khác nhau trung đông vùng đất của xung đột không hồi kết với tình hình hiện nay trung đông có thể sẽ tiếp tục rơi vào một vòng xoáy xung đột kéo dài israel và iran đều có những lợi ích chiến lược to lớn tại khu vực và việc đối đầu quân sự giữa hai bên là điều khó tránh khỏi khi israel không ngừng mở rộng phạm vi tấn công và iran tiếp tục hỗ trợ các lực lượng đối lập viễn cảnh về một cuộc chiến tranh toàn diện ngày càng hiện rõ cuộc đối đầu giữa israel và iran không chỉ là vấn đề của hai quốc gia mà còn có sự tham gia của các cường quốc quốc tế như mỹ và nga khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp khi các cuộc tấn công và phản công liên tục diễn ra, các quốc gia như Syria, Liban và Yemen chỉ là những nạn nhân trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa hai đối thủ chính. Cuối cùng, vòng xoáy xung đột tại Trung Đông sẽ còn kéo dài nếu không có sự can thiệp ngoại giao từ các bên thứ ba. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khả năng hòa bình dường như rất xa vời. Giờ đây, lực lượng phòng vệ Israel đang tấn công khắp nơi, đơn giản là họ không cho đối thủ của mình cơ hội sống sót. Cuộc chiến giữa người Ả Rập và Israel vẫn tiếp tục cuối cùng sẽ là kết quả sinh tử. Một số lượng lớn các thành phố đã bị mất, báo động khẩn ở Ukraine. Ukraine đã mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Đôn Bát. Ông Oleg Soskin, cựu cố vấn của cựu tổng thống Ukraine Leonid Kukma cho biết trên YouTube, toàn bộ hệ thống đã bị mất, toàn bộ khu vực Luhansk và bây giờ khu vực Donetsk đang bị mất. Họ đã tiến vào Uleda. Một số lượng lớn các thành phố của Ukraine đã bị mất, ông Oleg Soskin cho biết, theo chuyên gia, Tổng thống Zelensky không còn đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cựu cố vấn nói thêm rằng lực lượng vũ trang Ukraine không có đủ nguồn lực để tiếp tục các hoạt động chiến đấu chống lại Nga. Ông Soskin kết luận, đây là một thảm họa từ ông Zelensky, bạn có thể gọi nó là bất cứ điều gì bạn muốn. Trước đó vào ngày 1 tháng 10, cố vấn người đứng đầu TPR Igor Kimakovsky nói rằng chỉ còn vài ngày nữa là giải phóng Vuleda quân Ukraine trong thành phố đã bị bao vây nghiêm trọng. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuris cũng cho biết trên blog của mình rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng do thiếu trang thiết bị quân sự. Ông lưu ý, người Ukraine còn gặp một vấn đề khác liên quan đến việc thiếu xe mộc thép. Nhiều quân nhân tham gia các hoạt động chiến đấu trên các phương tiện dân sự đang gặp nguy hiểm chết người do máy bay không người lái, pháo binh và các cuộc không kích của Nga. Theo nhà phân tích, sự mất cân bằng giữa quân đội hai nước về trang bị, vũ khí dẫn đến tổn thương nặng nề và không thể bù đắp cho lực lượng vũ trang Ukraina. Ông nói, Ukraina đang chảy máu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi mỗi ngày.